Thưa quý vị, có thể thấy căng thẳng giữa Ukraine và Nga leo thang không chỉ làm xói mòn an ninh địa chính trị mà còn đe dọa an ninh năng lượng và an ninh toàn cầu đối với vấn đề lương thực, khi mà giá dầu rồi giá ngũ cốc đều tăng phi mã. Trong khi đó, ngay tại đất nước Ukraine, người dân đang phải chịu đựng những cái tác động trực tiếp của việc tăng giá khi nguồn cung thì ít mà nhu cầu mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm lại tăng cao. Chuỗi cung ứng hàng hóa tại thủ đô Kiev của Ukraine đang bị ảnh hưởng nặng nề, khiến người dân phải chật vật tìm mua nhu yếu phẩm cần thiết. Có thể thấy rất nhiều kệ hàng đã trống trơn, chỉ còn vài loại thực phẩm nhập khẩu, không còn sữa và còn rất ít trái cây tươi, kệ rau hầu như không còn gì. Guo Pengxiang, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Ukraine, Trung Quốc đã ghi lại cảnh tượng ở các cửa hàng tại Kiev. Bên cạnh tôi là xếp hàng vào siêu thị, rất nhiều người dân phải đứng chờ, trung tâm mua sắm bên kia đường cũng thế, đầu đầu cũng là cảnh chờ đợi. Còn trước cửa hàng dược phẩm, anh Cua cho biết đã phải xếp hàng 40 phút và có thể phải chờ thêm 30 phút nữa mới đến lượt anh vào mua thuốc. Vì nhiều cửa hàng khác đã đóng cửa nên người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xếp hàng chờ đợi.